Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai nếu có kẻ nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em chị em, người đó khi khôn lớn thường nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng quyến thuộc, song không rõ họ lạc vào chốn nào, sanh về thế giới nào, hoặc sanh trong cõi trời nào. Người đó như có thể đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí nghe danh hiệu một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, trong từ một ngày cho đến 7 ngày, đừng thối thất tâm nguyện ban đầu mà nghe danh hiệu, ngắm hình tượng, chiêm lễ cúng dường, thì quyến thuộc của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào đường ác, lẽ ra phải chịu đến nhiều số kiếp. Nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và chiêm lễ của con cái anh em chị em, nên liền được giải thoát, sanh trong cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc của người đó có phước lực, đã được sanh vào cõi trời, cõi người và hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu rồi, thì sẽ nhờ công đức này mà nhân thánh tăng trưởng, hưởng vô lượng sự vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và niệm danh hiệu của Ngài đủ 1 vạn biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên mách bảo người đó cõi giới mà hàng quyến thuộc đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Bồ Tát hiện đại thần lực đích thân dắt người đó đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình. Nếu người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu Bồ Tát 1.000 biến, luôn đến 1.000 ngày, thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa sở tại hộ vệ trọn đời, hiện đầy y phục, thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các hoạn sự, còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Người đó rốt ráo sẽ được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo Bồ Đề Vô Thượng, muốn ra khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng cùng nghe danh hiệu, rồi trí tâm quy y hoặc đem hương hoa y phục, vật báu, đồ ăn thức uống để cúng dường chiêm lễ, thì điều nguyện cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ chóng được thành tựu vĩnh viễn không bị chướng ngại. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu 1.000.000 ước điều nguyện, 1.000.000 ước sự việc về hiện tại cùng vị lai, thì nên chỉ quy y chiêm lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì các điều sở nguyện sở cầu như thế tất đều thành tựu cả. Nếu lại mong cầu Bồ Tát Địa Tạng đấng đầy đủ lòng đại từ bi mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong giấc chiêm bao liền được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào đối với kinh điển đại thừa sanh lòng trân trọng thâm sâu, phát tâm không nghĩ bàn, muốn đọc muốn tụng, dầu gặp được bậc minh sư dạy bảo cho thành thục, xong đọc rồi lại quên, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam này vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên đối với kinh điển đại thừa không có tánh đọc tụng. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì nên đem hết bổn tâm mà cung kính bày tỏ, rồi dùng hương hoa y phục, đồ ăn thức uống cùng tất cả đồ chơi cúng dường Bồ Tát, lại đem một chén nước trong đặt trước Bồ Tát 1 ngày 1 đêm, sau đó chắp tay thỉnh để uống, mặt dày về hướng nam. Khi nước sắp vào miệng phải trí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải kiêng cữ ngũ tân rượu thịt tà dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Những người thiện nam thiện nữ này trong giấc chiêm bao sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên đến chỗ họ ở mà dưới nước quán đảnh cho. Những người này thức dậy liền được thông minh, các kinh điển một phen lọt vào nhĩ căn thì liền nhớ mãi, không còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai nếu có những người nào ăn mặc không đủ, cầu gì cũng trái nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị phân tán, hoặc các hoạn sự cứ xảy đến làm thiệt thân, khi ngủ thường mộng thấy điều kinh sợ, những người như thế khi nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà trí tâm cung kính niệm đủ 1 vạn biến, thì những sự không như ý sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui, đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc mộng thảy đều an vui. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm,
vào đời vị lai nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc vì việc làm ăn sinh sống, hoặc vì việc công chuyện tư, hoặc vì sự sanh sự tử, hoặc vì việc khẩn cấp mà phải vào rừng lên núi qua sông vượt biển cho đến gặp nước lớn hoặc đi ngang hiểm đạo, người đó trước tiên nên niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát một vạn biến, thì đi qua nơi nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi mãi mãi được an lạc, cho đến dẫu gặp cọp sói sư tử cùng tất cả mọi thứ độc hại cũng đều không thể làm thương tổn đến được. Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Bồ Tát Địa Tạng có đại nhân duyên với cõi Diêm Phù Đề, nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy được nghe của chư chúng sanh thì trong cả trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết được. Vì thế hết này Bồ Tát Quán Thế Âm, ông hãy dùng thần lực mà lưu bố kinh này làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà trong trăm ngàn vạn kiếp luôn được hưởng sự an lạc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, hằng hà xa kiếp nói chẳng cùng, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự, hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần, báo tận sẽ xa vào đường ác, trí tâm quy y thân đại sĩ, thọ mạng truyền tăng tội chướng trừ, trẻ thơ sớm mất tình phụ mẫu, chẳng rõ thần hồn lạc nơi đâu, anh em chị em cùng thân thuộc, sanh trưởng đến nay chẳng biết nhau, hoặc nặn hoặc vẽ hình đại sĩ, cảm thương chiêm lễ chẳng muốn rời, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát tất hiện thân vô biên, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được sơ tâm chẳng thối thất, liền đặng xoa đảnh thọ thánh ký, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, thậm chí lìa xa khổ tam giới, người này đã phát đại bi tâm, trước nên chiêm lễ tượng đại sĩ, hết thảy nguyện ước chóng thành tựu, nghiệp chướng vĩnh viễn chẳng ngăn đặng, có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ quần mê vượt bỉ ngạn, dầu lập thệ nguyện chẳng nghĩ bàn, đọc rồi liền quên luôn sót mất, người này nghiệp chướng khiến u mê, học đại thừa kinh chẳng nhớ được, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, y phục uống ăn cùng ngoạn cụ, bày chén nước trong trước đại sĩ, cách một ngày sau bưng lấy uống, sanh lòng trân trọng cữ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng vọng ngữ, 21 ngày liền chớ sát sanh, trí tâm nhớ tưởng đại sĩ danh, trong mộng tất thấy thân vô biên, thức giấc nhĩ căn liền lanh lợi, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, suốt ngày vạn đời, suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên, chính nhờ đại sĩ bất tư nghỉ, thẩm giúp người kia được huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu chi cũng hỏng chẳng tọa lòng, trí tâm chiêm lễ tượng Địa Tạng, tất cả việc ác thảy tiêu trừ, cho đến mộng mị đều an ổn, quỷ thần ủng hộ dư ăn mặc, muốn vào núi rừng qua sông biển, cầm thú độc dữ cùng người ác, ác thần ác quỷ với ác phong, hết thảy tai nạn mọi khổ não, chỉ cần chiêm lễ cùng cúng dường Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ tượng, núi rừng biển cả dẫu có vào, tất cả sự ác đều tiêu sạch. Quán Âm hãy lắng nghe ta nói, Địa Tạng vô tận không nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp chẳng kể xiết, rộng tuyên đại sĩ sức như vậy, như người nghe đến Địa Tạng danh, thậm chí thấy hình cùng chiêm lễ, hương hoa thực phẩm và y phục, cúng dường trăm ngàn hưởng diệu lạc, nếu đem hồi hướng khắp pháp giới, rốt ráo thành Phật thoát sanh tử. Vì thế Quán Âm ông hãy nên bảo khắp hàng xa các cõi nước. Phẩm thứ 13, giao phó cho trời người. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà bảo rằng: Này Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự không nghĩ bàn của ông, trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Này Địa Tạng, ông hãy nhớ hôm nay ta trong cùng trời đau lợi, nơi đại hội có trong ngàn vạn ức, không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ, một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời người, những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới mà giao phó cho ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác, dù là một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục ác tỳ, trải đến ngàn vạn ước kiếp không lúc nào ra khỏi. Này Địa Tạng, chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này trí tánh không định, kẻ quen theo thói ác thì nhiều,
Dẫu phát thiện tâm nhưng chốc lát liền thối thất, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Vì thế cho nên ta phải phân thân này ra làm trăm ngàn ức để hóa độ, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ. Này Địa Tạng Tai, này ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông vào đời vị lai. Nếu có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà trồng chút thiện căn, chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, thì ông nên dùng đạo lực mà ủng hộ người đó, làm cho lần lần tu đạo vô thượng chớ để thối thất. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, hoặc trời hoặc người phải tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng, đọa lạc vào ác đạo. Lúc sắp bị đọa ác đạo, hoặc vừa đến ngưỡng cửa, những chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu kinh, một bài kệ của kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực phương tiện để cứu vớt các chúng sanh đó, ở chỗ của các người đó hiện thân vô biên, vì họ mà phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh thiên, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng, hiện tại vị lai chúng thiên nhân, nay ta ân cần dạy bảo ông, dùng đại thần thông phương tiện độ, chớ để đọa vào các ác đạo. Bây giờ Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Maha Tát, quỳ gối chắp tay, bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào, đối với trong Phật Pháp mà còn một niệm cung kính, còn cũng dùng trăm ngàn phương tiện để độ thoát người đó, làm cho mau được giải thoát trong đường sanh tử, huống nữa là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành, thì sẽ tự nhiên ở nơi đạo vô thượng vĩnh viễn, được không còn thối chuyển. Lúc nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng, bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con đến cùng trời Đau Lợi, nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng, nghe kinh điển này cùng danh tự của Ngài Địa Tạng hoặc chiêm lễ, hình tượng, thì sẽ được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà được nói việc ấy cho. Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng, lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói rõ. Vào đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cũng nghe kinh này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục châu báu mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ, thì sẽ được 28 điều lợi ích. Một là thiên long thưởng hộ niệm, hai là thiện quả ngày càng tăng, ba là tích tập các nhân thánh thượng, bốn là tâm bồ đề không thối chuyển, năm là y phục thực phẩm đầy đủ, sáu là dịch bệnh không đến nơi thân, bảy là xa lìa các tai nạn về nước và lửa, tám là không bị tai ách trộm cướp, chín là người khác thấy đều cung kính, mười là quỷ thần đều hộ trì, 11 là thân nữ chuyển thành thân nam, 12 là làm con gái hàng vương giả đại thần, 13 là tướng mạo đoan chánh tốt đẹp, 14 là phần nhiều được sanh lên cõi trời, 15 là có thể làm bậc đế vương, 16 là biết rõ việc đời trước, 17 là có mong cầu thì đều được tọa ý, 18 là quyến thuộc an vui, 19 là các hoạnh sự đều dứt sạch, 20 là các nghiệp đạo đều trừ hẳn, 21 là đi đâu cũng tới nơi cả, 22 là đêm nằm mộng được an ổn vui vẻ, 23 là tổ tiên đã mất được lìa khổ, 24 là nhờ phước đời trước mà thọ sanh, 25 là chư thánh đều khen ngợi, 26 là căn tánh thông minh lanh lợi, 27 là giàu lòng tử mẫn, 28 là rút giáo thành Phật. Lại nữa, này Hư Không Tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Địa Tạng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng, hoặc nghe các việc về bổn nguyện tu hành của Địa Tạng mà ngợi khen chiêm lễ, thì sẽ được 7 điều lợi ích. Một là mau vượt thánh địa, hai là ác nghiệp được tiêu trừ, ba là chư Phật đến ủng hộ, bốn là bồ đề không thối thất, năm là bổn lực được tăng trưởng, sáu là việc đời trước đều rõ biết, bảy là rốt ráo thành Phật. Bây giờ không thể nói hết tất cả chư Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ ở mười phương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen tuyên bày sức đại oai thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó tại cung trời Đau Lợi mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Kệ hồi hướng công đức.
nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc.